bán trả hàng sản phẩm liên minh Leo Leo Alienware X14 sản phẩm mới ra mắt tại CES 2022 đầu năm với chip thế hệ 12 mới nhất hiện tại. Chúng tôi sẽ cụ thể là về thiết kế của sản phẩm. Nó là chuẩn luôn này. Đây là cái sản phẩm tương đối là hot của năm nay dành cho fan mà thích xử lý đồ họa nặng giải trí. Đó là cái có thể nói là siêu phẩm được Alienware là dòng gaming đẳng cấp số 1 thế giới, thương hiệu về cái thương hiệu tuổi đời. Sau này rất là nhiều hãng dựa trên sự thành công của sản phẩm này, người ta phát triển ra những sản phẩm để cạnh tranh với những hãng mà sản xuất sản phẩm gaming. Nhân vật chính đây, wow, vẫn là cái thiết kế quen thuộc. Wow, quá đẹp, mẫu mới hai lần qua. Cho nên anh em. Anh sẽ tranh thủ mượn được một chút thì chia tay nhanh cho anh em chưa được tiếp cận dòng này biết được có thêm thông tin về dòng này. Sạc vào đây chứ, sạc được. Nó gói gắn kỹ vào trong còn lớp. Đấy, giới thiệu nhanh một chút về sản phẩm laptop gaming 14 inch khi mà X14 Alienware từ Dell. Theo như Dell cho biết thì thời điểm ra mắt của sản phẩm này thì đây là sản phẩm laptop gaming 14 inch mỏng nhất với chiều dày mỏng của nó là 14.5mm, cùng với đó là cấu hình rất là mạnh, chip Intel thế hệ 12 mới nhất. Con này là chip i7-12700H là 14 lõi 20 luồng, khá là mạnh, gần như là cao hơn của con 12900H nữa. Đây, qua là sản phẩm. Đây, đi qua một chút là cái thiết kế tổng quan bên ngoài cho khách hàng xem. Khá nhẹ. 14. Cổng kết nối của nó đã chuyển sang thành cổng sau. Bên hai bên chỉ có hai cái tản nhiệt thôi và loa. Đây các bạn thấy được là mình sơ qua là có đến 3 cổng C, một cổng là cổng nguồn, một tai nghe và vẫn giữ được cái một cái cổng Adima, khe thành nhớ là micro SD. Đó, tổng quan là tốt. Rồi mình sẽ bục pin. Ok, phía trước các bạn thấy đây nổi bật phá cách hoàn toàn đó là cái camera. Thì khách hàng build, đây là một cái kiểu của camera mình build hay là nó có sẵn đây nhỉ? Sẵn luôn này, tích hợp luôn. Đó, bình thường sau này một số dòng Ultrabook cao cấp ấy, phải bỏ ra một số tiền rất là lớn thì mới được thêm cái hệ thống camera như thế này. Câu quen thuộc cầu giống như kiểu là full option ấy. Những tính năng cao cấp nhất của camera trên laptop thì cũng được trang bị trên em này luôn. Nó là có cả tính năng là Face ID luôn. Đó là cái tính năng là nhận diện khuôn mặt này, điều khiển này, điều khiển lệnh qua camera này. Ngoài đấy, bên trong nó màu đen nên không nhìn thấy được, có mấy mắt camera phía trên. Gần như là đầy được trang bị đầy đủ những cái điểm mạnh nhất của camera trên chiếc Alienware này luôn. Tổng quan phía trước anh em chỉ trên tay nhanh để trả khách hàng. Lúc này bạn có thể là nghe thấy cái câu mà tương đối là gọi là hết hồn với mấy anh em mà dùng đồ họa phần cứng ấy. 14 nhân 20 luồng. Ngày xưa nó là 4 x 8 luồng là kinh điển lắm rồi. Đấy là công nghệ cũ, còn cái công nghệ đời mới bây giờ mới nhất hiện tại bây giờ này. Như em này
có thể nói là chạm nắp rồi. 14 nhân 20 luồng, anh em làm gì cho nó hết cái sức mạnh của con CPU này. Đấy, chưa cần nói những yếu tố khác, chỉ nói duy nhất là cái trái tim của cái máy này thôi. 14 nhân 20 luồng anh em nhé. Bán không thông hết lỗ, nhưng mà thực ra là nó như vậy. Dây loa và cách không phải thủng dưới đâu đúng không? Nó không thủng hết mà nó kiểu thỉnh thoảng nó lại một lỗ rồi. Windows 11 nền tảng mới Windows 11 tất nhiên rồi, tại vì nó đang được sở hữu cái gọi là CPU mạnh nhất được trang bị trên các thiết bị về những laptop máy tính hạn là thế hệ thứ 12. Thì Windows nền tảng mới nhất hiện tại là 11. Với những cái với Windows bản quyền ấy, thì anh em yên tâm thoải mái, máy không phải lo về cái sự mà lỗi win lỗi phần mềm đó, tại vì nó có cả tính năng vá lỗi và cập nhật cho mình những cái phiên bản mới của hãng. Thì những hàng nhập ở Mỹ về đấy là cái tiêu chuẩn bắt buộc rồi, gọi là có thể gọi là quy chuẩn bắt buộc của hàng Mỹ về. Còn tất nhiên là để sở hữu sản phẩm này với những em mà tài chính mà hạn hẹp chẳng hạn thì hay săn những hàng châu Á, hàng sách tay, mình cài thêm cái WinCrack vào các kiểu. Nhưng mà dùng những sản phẩm xịn sò này nên là để đồng bộ bản quyền nhất là nó tốt nhất. Tận quay rồi, ba anh em chạy tiến hành vùng Win vùng Windows và trả máy cho khách hàng luôn. Tận quay chất liệu thân vỏ cũng là điều anh em hay quan tâm nhé. Phía trước đây là sợi carbon rồi, khung nhôm rồi. Đó, chất liệu cao cấp làm nên thân vỏ máy bay. Thì tại sao mà so cấu hình ra giá thì Alienware bây giờ nó cũng là một tầm đẳng cấp khác biệt hoàn toàn với những cái dòng sản phẩm gaming khác đó. Với tầm nhìn phổ thông của anh em đi săn cái cấu hình ra giá, tầm nhìn vĩ mô của những người mà xem chứ, người ta sẽ nhìn tổng quan hết.